Tiếp theo là mình sẽ nói về cái dây chuyền tái chế bằng máy tái chế sâu WA này. Thì thực chất là hai cái công trường này đều là tái chế, gọi là yêu cầu cái công trường tái chế là như nhau, là đều tái chế là 25 cân đó. Thế nhưng mà cái cách thi công và cái phương tiện thi công thì nó sẽ khác nhau về cái cách làm. Như con này là dùng chủ yếu là dùng con máy tái chế sâu lắp ra này, thì cả một cái dàn máy đi theo nó sẽ khác. Đấy, con CA kia, cái con tái chế nông kia, đấy, tái chế điện mặt kia. Đầu tiên là cái xe tét nước này, và tiếp theo là cái xe trải bê tông, trải xi măng này, cái xe giải xi măng đó. Thì hai cái xe này cũng được nối cứng với nhau bởi những cái dàn sắt xi như kia đấy, và được đẩy bởi cái xe tái chế WA này. Hai cái xe này hoàn toàn là không có đẩy số gì nhá, không có cài số gì cả, đều là của Việt Nam hết. Chính cái xe WA này mới là cái xe đẩy, nên động cơ của con CA này rất là, động cơ của con WA này rất là khỏe. Con này thì có thể tái chế sâu lên đến tận 45-50 cân. Và hiện tại người ta chỉ dùng 25-25 cân, để mình nói đến công trường. Nó hai công trường là hoàn toàn giống nhau, đều là tái chế 25 cân, nhưng mà mình cái cách thi công và cái phương tiện mình dùng là khác nhau. Cái xe tét nước và cái xe chở xi măng này sẽ được nối nối, và cái đường nước sẽ được nối nối vào cái phần chống cào, buồng chống cào của cái xe WA này, để mà được trộn lên cùng với hỗn hợp xi măng, nước và cái hỗn hợp bây này. Sau cái xe WA này thì sẽ là một cái xe lưu dùng một bánh thép rất là nặng để mà đâm nền cái lớp vật liệu này đấy. Thì sau khi mà cái lưu 25 tấn đâm nền xong thì tiếp tục là sẽ đến một cái máy san gà kia, cái máy san ở xa xa kia, các bạn nhìn thấy không, máy san màu vàng. Thì cái máy san đấy sẽ lấy lại cao độ cho cái phần bề mặt sau khi được tái chế này. Đây là cái máy san. Sau khi người ta lấy cao độ thành công thì tiếp theo là sẽ dùng cái lu lốp để mà đi hoàn thiện bề mặt, làm mịn, làm láng và làm đẹp cái bề mặt. Đấy, cái máy san này sẽ là máy có kinh nghiệm là trong cái việc là lấy cao độ làm phẳng. Thì qua cái khi mà các bạn đã nhìn thấy được cái phần cách thi công, công nghệ cũng như là cái cách bố trí xe ấy, thì mình có thể nhìn thấy được là ở cái công trường trước đó dùng cái máy CA ấy, cái máy tái chế nông ấy, thì cái công trường gần như là nó rất là gọn gẽ, và cái bề mặt nó làm ra gần như là phong phát là đẹp luôn. Đấy, bởi vì là nó cái vật liệu mà sau khi được cáo lên là được đẩy về cái máy trải. Thì cái máy trải chính là cái máy mà đã lấy cao độ sẵn rồi và đầm nền sơ bộ rồi, bây giờ cái vật liệu gần như là ra rất là đẹp, và công trường nó không bị bục bề bộn như này. Đấy, bây giờ sau này là các cái chỗ này là phải dùng cái máy xúc cái gì đấy mình xúc lật cái gì đó, mình đem mình hót đi xúc đi này, đấy, hai bên là gần như là vật liệu rất là bẩn, không được gọn và không được gọn gàng và sạch đẹp như là cái phương án thi công dùng cái máy CA rồi. Okay.